Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung Lan Hương, bà xã xinh đẹp của MC Sơn Lâm, chuyển động 24 giờ, cưới nhau sau 6 năm yêu và 2 lần cầu hôn. Dương Sơn Lâm là một MC biên tập viên truyền hình được nhiều người biết đến qua các chương trình Cà phê sáng, chuyển động 24 giờ, Dòng thời cuộc, không chỉ điển trai cao giáo mà giọng nói trầm ấm của anh cũng gây ấn tượng cho khán giả. MC Dương Sơn Lâm tổ chức hôn lễ với bà xã Lan Hương vào ngày 4 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội. Bà xã MC Dương Sơn Lâm tên là Lan Hương sinh năm 1990, hiện đang công tác trong lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện. Đám cưới là kết quả trọn vẹn nhất cho 6 năm yêu nhau của cả hai với mối tình đẹp đi qua, những vui buồn sóng gió của cuộc sống. Cô dâu chú rể đã hẹn hò 6 năm trước khi về chung một nhà. Sơn Lâm là mối tình đầu của vợ. Dương Sơn Lâm tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa nhưng lại chọn với nghề dẫn chương trình, vợ anh làm ở một công ty truyền thông, cặp đôi chênh nhau chỉ một tuổi nên có nhiều sở thích chung và cá tính, hòa hợp. Nam MC cũng tâm sự về tình yêu của mình. Cách đây 6 năm, tôi còn là một sinh viên, bắt đầu làm quen và yêu thích nghề MC. Lúc đó vợ tôi cũng bắt đầu đến với công việc tổ chức sự kiện. Từ một trong những sự kiện ấy tôi và vợ gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ là mái tóc rất đẹp, tự nhiên và duyên dáng. Từ đó đến giờ, chúng tôi đều có những hướng đi riêng trong nghề nghiệp của mình, nhưng vẫn luôn có điểm chung là tình yêu và sự bao dung cho nhau. Trong tiệc cưới, chú rể nhắn nhủ cô dâu, chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Trong tương lai khoảng vài chục năm nữa, chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe về những kỷ niệm đẹp. Chúng ta sẽ có rất nhiều hạnh phúc, những đứa con ngoan, kiếm thật nhiều tiền. Và sau này hy vọng không phải ngồi hỏi nhau rằng, kiếm nhiều tiền để làm gì. Trước những lời nói chân thành của Dương Sơn Lâm, bà xã MC bật khóc. Bố em mất sớm nên ngày hôm nay không có mặt ở đây, nhưng em tin là bố có thể nhìn thấy và rất vui khi có một người con rể như anh. Anh là người duy nhất mà em yêu, là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của em. Những khoảnh khắc lắng đọng, trọn vẹn pha lẫn chút hài hước duyên dáng, chàng MC chuyển động 24 giờ khiến tất cả những người góp mặt cùng hân hoan với những lời chúc phúc dành cho cặp đôi. Ngày 9 tháng 11 năm 2020, trên trang cá nhân, MC biên tập viên Dương Sơn Lâm thông báo tin vui là bà xã đã vượt cạn thành công, gia đình đón thêm một thành viên mới là bé trai. Hello con trai, chúng ta đã cùng khóc trong lần đầu gặp mặt, kỳ diệu thật chứ. Thôi tóm lại là thế này, con có thể lêu hêu một chút trong cuộc đời này cũng được, nhưng hãy là một người tốt, luôn vui vẻ, biết yêu thương, biết cố gắng cho những người mình yêu thương và chọn được một người vợ ok như bố con, thế là đẹp trai rồi. Mang năng lượng tích cực cùng nét hài hòa thông minh đến với những chương trình chính luận, MC biên tập viên Sơn Lâm là một thế hệ người dẫn mới, là cầu nối đưa tin tức đến gần với người trẻ. MC Dương Sơn Lâm sinh ngày 6 tháng 11 năm 1989 là một MC biên tập viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dẫn chương trình. Hiện đang công tác tại VTV24, đài truyền hình Việt Nam. Anh từng lọt top 12 cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2010, giải nhất cuộc thi sinh viên thủ đô tài năng thanh lịch 2010, giải nhất cuộc thi khiêu vũ Hotstep ngoại thương 2009. Trước khi trở thành một gương mặt MC được công chúng biết đến, Sơn Lâm từng có hai hướng đi khác nhau. Anh vốn là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã từng đi học tại Hàn Quốc về chuyên ngành hóa học. Nhưng vì có đam mê với truyền hình nên anh đã trở về Việt Nam theo đuổi con đường làm truyền hình. Với Sơn Lâm, tất cả mọi việc diễn ra trong đời của anh giống như một chữ duyên, nhưng anh cảm thấy việc dám quyết định đi theo đam mê tại từng thời điểm của cuộc sống là điều rất quan trọng. Như cách mà Lâm dám từ bỏ việc học tại Hàn Quốc để về thi tuyển làm MC cho VTV2 và sau đó là VTV6 và VTV24. Nhắc đến Sơn Lâm, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một MC điển trai của chuyển động 24 giờ. Trong suốt một năm vừa qua, Sơn Lâm vừa là người chịu trách nhiệm làm MC cho chương trình Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Award 2018. 10 năm gắn bó với nghề dẫn, Sơn Lâm đã chứng minh được độ phủ sóng, mức độ ảnh hưởng của mình khi là người dẫn chính cho hàng loạt chương trình hot nhất của VTV như Chuyển động 24 giờ, Talk cuối tuần của VTV24 hay cả Vê sáng với VTV3, 60 phút mở. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.